Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 29 ở Vương quốc tương lai tuần 16 vở bài tập môn tiếng Việt lớp 4 bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 96 nào. Chúng mình sẽ đến với cái phần luyện từ và câu. Và hôm nay chúng ta cùng luyện tập về dấu gạch ngang. Được chưa nhỉ? Rồi, như vậy mình sẽ đến với bài số 1 này. Nêu công dụng của dấu gạch ngang được sử dụng ở trong mỗi cái đoạn dưới đây. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có cái đoạn thứ nhất là đoạn A. Đúng không nào? Marie Curie. Đấy. Là nhà bác học người Pháp gốc Ba Lan. Bà đã giành được nhiều danh hiệu và giải thưởng. Đấy, cụ thể này: giải thưởng Nobel vật lý, giải thưởng Nobel hóa học, tiến sĩ khoa học vật lý xuất sắc, huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của chính phủ Pháp và viện sĩ viện Hàn Lâm y học Pháp. Như vậy các em thấy này, những cái dấu gạch ngang này, giải thưởng này, tiến sĩ, huân chương, viện sĩ này, được chưa nhỉ? Vậy thì đây là liệt gì? Liệt kê, đúng không nào? Liệt kê những cái gì? Danh hiệu và giải thưởng của cái bà bác học Marie Curie này, đúng không nào? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ trả lời thôi. Công dụng cái dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang ở đoạn trên, đúng chưa nhỉ? Đấy, ở cái đoạn trên nhằm liệt kê, đúng chưa nhỉ? Đấy, nhằm liệt kê đấy, nhằm liệt kê các cái ý ở trong một gì, trong một đoạn. Được chưa nhỉ? Nhằm liệt kê các danh hiệu đi cho nó dễ nhá. Nhằm liệt kê các danh hiệu và giải thưởng. Đấy, và giải thưởng của gì? Của bà Marie Curie. Được chưa nhỉ? Đấy. Marie Curie. Ok. Xong nhá. Như vậy thì ở đây là gì? Liệt kê này kìa. Đấy, công dụng của nó, công dụng chính ở đây là gì? Nhằm là liệt kê. Đấy. Ok nhá. Rồi thầy có thể bôi đỏ cái này ra để cho các em hiểu được hơn. Đấy, công dụng của nó là liệt kê nhá. Rồi, sang cái đoạn thứ hai. Hội hữu nghị và hợp tác Việt Pháp được thành lập ngày 2 tháng 7 năm 1955. Hoạt động của hội nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp. Như vậy có cái dấu gạch ngang này, Việt, Pháp này kìa. Đó, như vậy thì công dụng của cái dấu gạch ngang này lại khác so với cái đoạn thứ nhất, đúng không? Cái đoạn thứ hai này, công dụng của cái dấu gạch ngang á, công dụng cái dấu gạch ngang, được chưa? Ở cái đoạn trên nhá, anh em trả lời cho đầy đủ. Ở đoạn trên nhằm nối gì? Nối từ ngữ, nối các cái từ ngữ. Đấy, nối các từ ngữ trong một liên danh, được chưa? Đấy, trong một liên danh. Đấy, liên danh cụ thể ở đây là gì? Việt Pháp. Ok. Xong nhá. Rồi, mình sang bài tập số 2. Điền cái dấu câu thích hợp vào ô trống và nêu công dụng của dấu câu đó. Chúng ta sẽ có này. Cái đoạn thứ nhất. Cậu học sinh mới. Ông Joseph dắt con trai đến gặp thầy giáo để xin học. Thầy René đã già
mái tóc ngả màu xám, thầy hỏi. Đó, như vậy thầy hỏi ở đây thì chúng ta sẽ phải làm sao? Có một cái dấu liệt kê ra đây. Con tên gì? Đấy, như vậy con tên là gì? Dấu gạch ngang nhé. Rồi, vậy thì cái cậu học trò này sẽ đáp này. Thưa thầy, con là Louis Pasteur. À, cậu bé lễ phép. Rồi, như vậy sẽ đến tiếp theo là thầy lại hỏi tiếp này. Đã muốn đi học chưa hay còn thích chơi? Vậy thì cậu bé lại trả lời: Thưa thầy, con thích đi học ạ. Thầy giáo gật gù. Thế thì được. Thầy bằng lòng nhận cậu vào trường. Đấy, như vậy đây là gì? Louis Pasteur nhé các em. Rồi, như vậy thì mình sẽ thấy được công dụng của cái dấu gạch ngang này là gì? Công dụng của cái dấu gạch ngang này là gì các em nhỉ? Chúng ta đã điền được cái dấu rồi. Đây, các em chú ý ta hỏi này. Điền dấu này, rồi nêu công dụng của dấu câu đó. Đấy, tức là chúng ta phải nêu công dụng của cái dấu câu này. Như vậy đây chính là một cái đoạn hội thoại đúng không? Đấy. Vậy thì công dụng của nó là, chúng ta có thể ghi dưới này nhé. Công dụng của cái dấu gì? Dấu câu đó là đánh dấu, đúng không nào? Đấy, là đánh dấu cái lời nói trực tiếp của ai? Của cái nhân vật. Đấy, cụ thể ở đây có hai nhân vật đúng không? Đánh dấu lời nói trực tiếp của thầy giáo và cái cậu bé, đúng chưa nhỉ? Đấy, thầy ghi rõ đây nhá, của thầy giáo và của cậu bé. Ok. Được chưa? Rồi. Sang cái đoạn B nào. Từ khi thành lập đến nay, Hội Hữu nghị Việt Pháp đã hỗ trợ làm cầu nối cho sự hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn dấu gì? Gạch ngang tiếp đúng không? Công nghệ, giáo dục, đào tạo. Rồi. Văn hóa, thể thao đúng không? Giữa các tổ chức và cá nhân của Việt Nam với đối tác là Pháp. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được công dụng của cái dấu này là gì? Nối các từ trong một gì? Liên danh. Đúng không? Đấy. Công dụng ở đây. Công dụng nhá. Là nối các từ. Nối các từ trong một liên danh. Ok. Xong nhá. Sang bài tập số 3 nào. Cùng bạn hỏi đáp về một nhà khoa học. Chúng ta ghi lại 1 đến 2 câu. Rồi đáp 1 đến 2 câu hỏi và đáp của em và bạn. Trong đó mình có sử dụng cái dấu gạch ngang. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ hỏi đáp về một nhà khoa học. Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ tự làm được không nhỉ? Được, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta có thể hỏi này, ai là nhà khoa học đầu tiên phát minh ra gì các em? À, điện thoại đi, đúng chưa nhỉ? Đấy, như vậy thì bạn của mình sẽ trả lời đúng không nào? 1 đến 2 câu thôi. Như vậy thì bạn của mình sẽ trả lời đó là ai? Đấy, chúng ta đánh dấu ra đây. Đó là gì nhỉ? À, Alexander đúng không? Đó là Alex này. À, cái từ này nó bằng tiếng Anh nên là viết nó hơi khó tí nha các em. Alexander. Đấy.
Alexander Graham Bin. Đó, được chưa nhỉ? Như vậy các em có lại thể hỏi hỏi các bạn nữa, ai là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam đạt giải thưởng Phil? Đấy, thì các bạn lại trả lời đó là ai nhỉ? Ngô Bảo Châu đúng không? Đấy, vân vân và mây mây nhá. Rồi, sang phần tiếp theo, phần số 4 nào. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống. Archimedes là nhà bác học vĩ đại. Đấy, như vậy Archimedes thì thầy đã nói cho các em khá là nhiều ở các cái tuần trước rồi đúng không? Ông có nhiều đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực. Đấy, như vậy thì đây sẽ là gì? Liệt kê ra đúng không? Những cái đóng góp của ông này. Về vật lý, ông đã sáng chế ra máy bơm dùng để tưới nước cho đồng ruộng. Được chưa? Đó. Rồi, thứ hai này, về mặt toán học thì Archimedes đã giải bài toán về tính độ dài của đường cong và đường xoắn ốc. Đấy. Tiếp theo này, về thiên văn học thì ông lại nghiên cứu sự chuyển động của mặt trăng và các vì sao. Đấy. Như vậy thì ở đây các em có thể điền các cái dấu câu được không? Điền các dấu câu ở đây. Vậy chỗ này thì chúng ta có thể dùng điền dấu câu thích hợp. Như vậy chắc đây là dấu chấm này. Dấu chấm hết nhá. Đấy, dấu chấm. Ok. Rồi, và đến đây thì chúng ta cũng dấu chấm hết cho cái về mặt thiên văn. Ok. Tiếp theo nào. Archimedes suốt cuộc đời say sưa học tập nghiên cứu trong cuộc chiến tranh của nhân dân Hy Lạp chống quân xâm lược Roma, bọn xâm lược tiến vào thành, ông vẫn đang say sưa nghiên cứu những hình vẽ trên đất. Ông đã thét lên: "Không được xóa các hình vẽ của ta." Đấy, tức là kệ quân giặc vào như thế nào thì ông không quan tâm. Đúng chưa nào? Vẫn đang say mê và nghiên cứu nhé. Rồi, mình sang cái phần tiếp theo, đó là phần viết này. Viết một cái bài văn miêu tả về con vật. Đấy, như vậy ở đây tôi cho mình chọn một trong hai cái đề. Đề 1 là miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó. Đề 2 là mình miêu tả một con vật đã được quan sát trên TV hoặc là trong phim ảnh. Được chưa? Và tôi yêu cầu này, dựa vào dàn ý đã lập ở trang 94, viết bài văn theo đề bài mà em đã chọn. Như vậy ở đây thì các em lại phải làm sao? Dựa vào cái dàn ý mà chúng ta đã lập ở đâu? Trang 94 này các em. Đấy, thì giờ các em có thể mở lại sách của mình trong trang 94 nhé. Chúng ta đã lập ở đó rồi, thầy cũng đã lập chúng ta đây, dàn ý đây, đúng chưa nhỉ? Như vậy thì trong cái phần video mà thầy đã quay cho các em á, là chúng ta lập dàn ý của đề số 1 là miêu tả một chú gà trống này. Như vậy mình phải có phần mở bài này, giới thiệu về chú gà này, được chưa? Thân bài thì chúng ta sẽ có tả bao quát chú gà, sau đó đến tả chi tiết bộ lông, cái đầu, cái mỏ, cặp chân, rồi đuôi và hoạt động của chú. Ok. Và phần kết thì chúng ta phát biểu suy nghĩ hay cảm xúc của mình về cái chú gà này. Đấy, như vậy các em mở lại cái trang 94 của các em ra. Đấy, nếu em nào mà lần đầu mà mới tiếp xúc với cái video này ấy, thì chúng ta có thể xem lại cái video trước của thầy nhé. Rồi, còn nếu mà các em đã học của thầy từ cái trang 94 thì chúng ta có thể viết theo cái dàn ý mà mình đã lập. Ok, như vậy mình chọn cái đề số mấy? Đề số 1 đúng không nào? Đấy, thầy ghi lại nha. Mình chọn là đề số 1 là miêu tả con gà trống. Đúng chưa nhỉ?
miêu tả chú gà trống. Ok, đấy, cho nó hay ho đúng nào. Như vậy thì mình sẽ vào cái phần đầu tiên là cái phần mở mở bài để giới thiệu về cái chú gà trống này. Cho nó xuống đây đi. Cho nó xuống đây luôn cho nó đẹp nhé. Ok, mình sẽ vào phần mở bài nào. Nhà em đúng không? Có nuôi một chú gà trống. Nuôi một chú gà trống. Được không nhỉ? Hay là mình giới thiệu cho nó hay ho hơn đi. Nhà em có nuôi một cái đàn gà. Đấy. Một đàn gà. Ok. Rồi, oai phong lẫm liệt nhất. Được chưa? Đấy, chỗ hoành tráng. Nhất đàn gà đó. Oai phong lẫm liệt nhất cái đàn gà là chú gì? Chú gà trống. Đấy, nhưng tức là mình vẫn là mở bài gì? Bài trực tiếp nhá. Ok. Thấy chưa? Xong phần mở bài đúng không? Rồi bây giờ đến phần thân bài là chúng ta sẽ tả bao quát và đi tả chi tiết đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có thể tả này, toàn thân cái chú gà. Toàn thân của chú gà là một bộ lông. Đấy, là một cái bộ lông màu màu đen. Đấy, nhưng mà đen là gì? Đen xanh pha lẫn chút gì? Chút đỏ hung. Đấy, nó mới đúng chú gà trống đúng không em? Đấy, pha chút đỏ hung nhá. Rồi. Dài. Đấy, lông này dài đúng không nào? Mềm mượt. Dài này, mềm mượt. Và sáng. Sáng bóng nhá. Ok. Được chưa? Đấy, như vậy mình đã tả bao quát. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào các chi tiết này. Thân chú gà to lớn. Đấy, như là cái trái mít. Ok chưa? Rồi. Chú có đôi cánh. Đấy, các em tùy theo văn vẻ của các em nhé. Chúng ta có thể tả cho nó hay ho hơn, đúng không? Đấy, chú có đôi cánh như nào? Đôi cánh to và khỏe. Ok. Đôi mắt. Chúng ta tả đến đôi mắt này. Đôi mắt thì đen tròn và nhỏ như là hạt đậu. Đấy, đen tròn và nhỏ như hạt đậu đúng không? Lúc nào cái đôi mắt này cũng lúc nào cũng cũng gì cũng gườm gườm đúng không? Cũng gườm gườm ra vẻ gì? Ra vẻ đáng sợ. Đấy, bởi vì chú này rất là oai phong lẫm liệt mà, đúng không? Rồi, cái mỏ của chú. Rồi để ý xem mà người ta chừa cho mình có nhiều không để chúng ta mới viết được nhá. À, thoải mái đúng không nào? Rồi, cái mỏ của chú này. Giờ mình tả đến cái mỏ nhá. Rồi, cái mỏ của chú như nào? Màu vàng sậm đúng không? Đấy, màu vàng sậm, cứng
cứng cáp và rất sắc nhọn, rất là sắc nhọn. Ok, được chưa nhỉ? Cái mỏ được chưa? Rồi những cái cú mổ của chú, của cái mỏ, đấy, những cú mổ của cái mỏ nhanh nhẹn, đấy, rất là nhanh nhẹn, đúng rồi. Rồi sao nữa? Mạnh mẽ. Mỗi khi lấy thức ăn, đúng không? Đấy, mỗi khi mà lấy thức ăn nhé. Rồi tiếp tục mình tả đến cái đuôi nhá. Chú thì lại có một cái chiếc đuôi. Đấy, chú có chiếc đuôi như nào các em? Lớn, rồi cong vòng đi, rồi lông thì màu đen, cong vòng lông chúng ta tả trên rồi đúng không? Màu đen ánh và cũng pha lẫn cái gì nhỉ? À, màu đen ánh cũng pha lẫn gì? Pha lẫn chút đỏ hung nhá. Đấy, màu đen ánh này pha lẫn chút đỏ hung. Pha lẫn chút đỏ hung. Ok, được chưa nhỉ? Đấy, rồi như vậy mình tả xong chiếc đuôi chưa nhỉ? Rồi bây giờ mình tả đến cái đầu nhá. Đầu của chú. Đấy, đầu của chú có cái màu. Đấy, có cái màu đỏ tươi. Có cái màu đỏ tươi như cái vương miện. Đỏ tươi như cái vương miện. Đỏ tươi này như cái vương miện nhá. Rồi. Bộ móng vuốt cũng nhọn và sắc. Được chưa nhỉ? Đấy, bộ móng vuốt thì cũng nhọn và sắc. Không kém gì cái mỏ, đúng không? Đấy, không kém cái mỏ. Ok. Rồi, gì nữa nhỉ? Mỗi khi mà chú như nào? Mỗi khi chú đưa cái móng, đưa móng ra nghênh chiến. Đấy, ra nghênh chiến thì mấy chú gà quanh đó đều làm sao? Đều phải e dè. Đấy, không có là sợ chú, đúng không nào? Rồi như vậy thì đến đây mình tiếp tục của cái phần thân bài. Vào mỗi cái buổi sáng á, thì chú như nào? Chú thường gáy vang, đúng không? Đấy, chú thường gáy vang khắp cả làng. Đấy, vang khắp cả làng cho hoành tráng, đúng nào? Gọi ông mặt trời thức giấc. Gọi cái ông mặt trời thức giấc. Rồi lại tiếp tục là gì? Vào mỗi buổi chiều. Đấy, đến buổi chiều. Vào mỗi buổi chiều
thì chú lại làm gì? Chú lại thường đi loanh quanh. Chú thường đi loanh quanh sân để làm gì? Dẫn đàn gà mái. À, dẫn cái đàn gà mái đi đâu? Dẫn đàn gà mái đi kiếm thức ăn. Ok. Rồi, đấy, như vậy thì các em có thể tả cái phần thân bài ngắn gọn như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ viết cho phần kết bài nhé. Như vậy các em có thể viết kết bài mở rộng hoặc là gì? Không mở rộng. Đúng không nào? Đấy, chẳng hạn thầy viết kết bài không mở rộng này. Em rất yêu quý chú gà nhà em. Rồi. Và em coi chú, đúng không? Em coi chú như một người bạn. Được chưa nhỉ? Ok. Đấy, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành chưa? Xong nhá. Và kế tiếp thì mình sẽ đọc, rà soát lại để chỉnh sửa cái lỗi của mình nếu mà có. Ổn không? Ok. Đấy, như vậy các em sẽ lại quay lại cái bài của chúng ta từ bài viết này. Thì chúng ta sẽ đọc, soát lại từ phần mở bài cho đến kết bài để mình xem mình có cái lỗi gì không. Và chúng ta sửa nó lại nhé. Ok. Rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần vận dụng nào. Tìm đọc các bài văn miêu tả con vật. Đó, đã yêu cầu này. Tên con vật này, từ ngữ miêu tả con vật này, đặc điểm ngoại hình, hoạt động, thói quen của con vật. Đấy, chúng ta ghi vào đây. Được chưa? Đấy, như vậy thì cái phần vận dụng này chắc chắn là gì? Các em có làm được không nhỉ? Làm được không? Thầy nghĩ là chắc chắn là gì? Ai cũng có thể nêu được, đúng không? Chẳng hạn như tên con vật ở đây, bây giờ mình không con gà nữa, có thể con vịt hoặc là con gấu gì, gấu trúc đi. Được chưa? Rồi, cái từ ngữ mà miêu tả con vật ấy, thì mình đọc và xem ở cái bài này, đúng không nào? Thì từ ngữ mình có thể thấy được là gì? Gấu trúc thì sẽ chậm chạp, đúng không? Đó, gấu trúc thì sẽ chậm chạp, đúng không? Rồi, thỉnh thoảng, các từ ngữ nữa, đúng không? Thỉnh thoảng á, thì gấu trúc lại đứng bằng gì? Đứng bằng hai chân. Đó, chính xác không? Thỉnh thoảng gấu trúc lại đứng bằng hai chân. Rồi, và như nào nữa các em nhỉ? Đôi mắt. Rồi, cái miệng, vân vân. Đấy, các em có thể tả thêm nhé. Được chưa? Đấy, như vậy thì đặc điểm ngoại hình hoặc hoạt động, thói quen của gì? Của cái chú gấu này. Như vậy thì các em có thể tự nêu ra đặc điểm ngoại hình như là gì? Màu sắc này. Màu sắc là chủ yếu là dạng màu gì? Màu đen, đúng không? Đấy. Rồi chúng ta có thể tả thêm là gì? Cái hoạt động của chú. Đấy, chẳng hạn như hoạt động là có lúc thì đi bằng gì? Đi bằng hai chân, đúng không? Đấy, đây là hoạt động thói quen đó. Được chưa nhỉ? Đấy, các em có thể liệt kê ra cái phần này nhé. Ổn không? Rồi, vậy thì đây là một cái bài để chúng mình tham khảo thôi. Các em có thể chọn một cái con vật khác để chúng ta miêu tả cho nó hay ho hơn. Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong bài số 30, cánh chim nhỏ. Đừng quên là chia sẻ kênh và video nhé.